chào tất cả các bạn nha. Hiện tại giờ mình đang đứng từ đây là một giếng làng thuộc thôn Hồng Phong, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cái giếng làng này cách đây nó có khoảng mấy trăm năm trước, và trước kia là giếng làng này là nơi sinh hoạt cho tất cả những người xung quanh làng ở đây. Và sau biến cố và thời gian lịch sử, giếng làng này đã phôi phai và đến bây giờ và được bà con nhân dân ở xóm Hồng Phong này họ đã quyên góp để sửa sang lại cho cái giếng này được đẹp và có giữ lại cái lịch sử của cái ngôi làng ở đây. Và các bạn cùng mình đi theo dõi chút cái giếng làng này họ đang quy sửa lại các bạn nha.